Em Ngọc của Ô tô Lâm Đồng xin kính chào toàn thể anh chị lại quay trở lại với channel YouTube của em. Và hiện tại em vừa mới thâu xong một chiếc xe đến từ thương hiệu Hyundai nha anh chị nha. Và về tới tay em thì em nó mới sử dụng được có 9.000 nha, order luôn 9.542 cây, một chiếc xe chạy chưa nóng máy nha anh chị nha. Bây giờ mình sẽ test thử cái đồng hồ nha. Mức tiêu hao nguyên liệu 5.2L/100 cây, nãy giờ so với nãy giờ em chạy đó rất là ok nha. Tại A chạy được 515 cây, B 515 cây, một chủ từ đầu, chưa qua chủ thứ hai. Phiên bản này phiên bản máy 1.2 nha anh chị nha. Sản xuất vào năm 2018, máy 1.2 MT, bao tiết kiệm luôn, kết hợp rơi vào tầm khoảng chưa đến 5.5L/100 cây. Màn hình option của Hyundai, camera hành trình đầy đủ luôn. Chạy chưa nóng máy, chưa hết roda, mà không biết đây là Hyundai gì mà động cơ 1.25. Anh chị có thể thấy cho em ạ, Ram i10 nha anh chị nha. Xe này sản xuất năm 2018, vừa mới thâu xong luôn, tình trạng chạy chưa nóng máy. Và nếu như anh chị nào thích chiếc xe này và giá giao ngay luôn thì anh chị, mức giá bán cực kỳ hợp lý luôn, 335 triệu cho chiếc Hyundai i10 này. Đó, gầm bệ, gầm bọng, bao chắc chắn, bao tê, bao phê cho anh chị luôn nha. Chạy cực kỳ êm. Máy chỉ có 1.25 mà bây giờ em sẽ, nó có cả GPS luôn nè. Bây giờ em sẽ bước xuống xe và review chiếc xe này cho anh chị nha. Vào phiên cách nhiệt rồi, trời ơi. Điều đầu tiên, chiếc xe này sử dụng phiên bản màu trắng ngọc trinh, cực kỳ đẹp, không taxi, không dịch vụ. 2018, năm vỏ theo xe, tình trạng xe sơ cua chưa lăn, có cảm biến lùi nha anh chị nha. Có cảm biến lùi đàng hoàng luôn. Mâm đúc 14 inch, mà phải công nhận chủ xe ông này, ông chịu khó, ông bo xe, ông mua sơn xong rồi ông vẽ lên mấy cái chữ này nè. Đó, rồi xong trời nắng nóng rồi bắt đầu chạy là nó nhòe ra, không mỗi lần mà ăn xong mà chạy là nó nhòe ra. Lườn rin nha, chưa xăng dậm bất kỳ. Xe này đúng tình trạng, em nói thật sự với anh chị luôn, mua về làm của luôn. Chỗ này thì có mấy cái miếng dán, anh kêu anh đấu cái sợi sạc ra ngoài này. Hộp số sàn 5 cấp, máy 1.2, chạy 9.543 cây, tình trạng máy chưa ố. Ghế nỉ nguyên bản, nỉ bao mới, và xe đang còn thơm mùi xe mới luôn nha anh chị nha, còn mùi xe mới luôn. Cam kết cho anh chị, sơn rin nguyên con, không cấn, không đụng, không ngập nước, không thủy kích, một chủ từ đầu, đó là chắc chắn luôn. Đây, học tỉ tay đây, như một con xe vừa mới xuất xưởng luôn thưa anh chị. Trần chưa bọc, chưa đồ gì luôn. Đó, biển 49A22497, cực kỳ đẹp, cực kỳ nuột nha. Ram i10, mức tiêu hao nguyên liệu, đây thưa anh chị, kết hợp nha, 5.6L, mà nãy giờ em chạy có 5.2L à, 5.6L nè. Trong đô thị 7.3L và ngoài đô thị cho 5.0L luôn. Rồi ơi, cực kỳ nuột. Full đồ chúng ta có cái phần chống cạ nè. Rồi mẹ, rồi dán cái bệ bước lên xuống nè. Đó, mà sơn rin nguyên con luôn nha. Rin nguyên, ổ khóa 7 màu. Đăng kiểm thì xe này một chủ từ đầu luôn thưa anh chị, em vừa mới mua luôn. Và có còn cả cái phiếu mà anh chị nhận xe luôn nha. Đây, còn hóa đơn nhận xe luôn. Hộp số, màn hình có, tô máy, máy đang nổ mà nãy giờ nghe em nổ không chứ nghe thấy máy nổ đâu. Đây thưa anh chị, đây là cái tờ giấy mua xe mới tại Hyundai Đà Lạt đây. Em sẽ dỡ cái giấy này ra cho anh chị coi nha. Phiên bản này một chủ từ đầu đó, và xong xuôi nè, xong xuôi chiếc xe ra, giá xe nha là 512 triệu, thuế là 51.200.000 đúng không ạ. Rồi tổng tiền sau thuế là 563.200.000, và cuối cùng đó 563.200.000 lăn bánh, tổng tiền quý khách được giảm là 360.800 đồng. Ui dồi ôi, vừa đủ tiền thay nhớt nha anh chị nha, vừa đủ tiền thay nhớt nha. Đó, lăn bánh xong xuôi phiên bản này năm 2018. Đây thưa anh chị, 2018 nha. Máy 1.2, phiên bản sedan 1.2 MT. Thì lăn bánh xong xuôi là 563 triệu. Và hiện tại xe chạy như xe mới này thì em nói thật sự với anh chị, giá giao ngay 335 triệu cho chiếc xe này.
Đó, anten râu xe này còn nguyên luôn. Hồ sơ thì em vừa mới ký xong bỏ trong này. Một chủ từ đầu nha. Đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 9 2018. Đó, date 28 tháng 9 2018 nha. Đó, biển 22497. Rồi ôi. Cái chú này là em bảo đảm với anh chị luôn, mua xe về làm của chắc chắn. Mua xe xong về làm của. Đó, hệ thống vân tắp bi được chạy tắp lô rồi. Trần như một chiếc xe mới, vừa mới xuất xưởng luôn. Chúng ta có vô lăng trợ lực điện, túi khí, đề nổ startup, hai chìa khóa còn nguyên nha anh chị nha. Hai chìa khóa còn nguyên bản luôn. Và trên phiên bản này chúng ta có thêm gương chỉnh điện, gập điện và toàn bộ hệ thống cái khu vực ghế tài này chưa bay màu, dù chỉ là một chút xíu nha anh chị nha. Chưa bay một chút xíu nào luôn. Thêm nữa là chúng ta sử dụng smart key. Ôi trời ơi, cái chìa khóa nó xịn sò chưa. Đề nổ startup nè, bấm cái đạp thẳng âm côn nha. Dòng này thì mình phải âm côn và đạp thẳng mình mới đề nổ được nha. Đó, đề nổ hệ thống ABS chiếc xe này có luôn, không lỗi điện bất kỳ. Đó, tình trạng nè, bây giờ hiện tại là đang bao mỗi thắng tay, thả thắng tay xuống. Đó, bao cho anh chị test đồng hồ, bao anh chị test hãng luôn. Đó, còn hiện tại xe cũ 2018 thì em khẳng định luôn con này đẹp nhất Việt Nam bây giờ. So sánh cùng phân khúc với em nó như là Hyundai i10 phiên bản sedan. Còn hatchback thì chắc chắn là phải cao tiền hơn chút xíu rồi, không tránh khỏi. Đúng không ạ? Có khóa trẻ em, hệ thống giải trí chiếc xe này trang bị cho chúng ta tổng cộng đó là 6 loa. À, ghế nỉ đẹp như mới từ trong ra ngoài nha, sàn nỉ nguyên bản luôn. Đó, phần thảm này cũng thảm rinh luôn. Và ổ khóa chưa bay màu bất kỳ nha. Chỗ này chúng ta có một cái nút mở cốp nữa. Nhưng mà thường thường không biết là bấm mấy cái, không biết nữa. Em cũng chưa biết, nhưng mà thường thường em sẽ trên này chúng ta sẽ có nút mở xăng nè, mở cốp nằm đây luôn. Và mở cốp từ xa bằng cái mọt này luôn. Ba chế độ, lock mở lock, lock mở lock và mở cốp. Đó, cam lùi xe này có rồi nha. Và cam lùi này option rin của anh ấy luôn, anh Hyundai luôn. Sơ cua xe này chưa lăn nha anh chị nha, còn tem nha. Đó, còn tem và đát vỏ thưa anh chị, đúng là tuần 27 2018 nha. Đồ nghề chưa xài, đồ nghề chưa xài, sơ cua chưa lăn, bạt chùm xe còn đây nguyên cho anh chị luôn. Đòi mãi mới được đó. Khuyến mại thêm được cái đồng hồ đo áp suất nữa. Ờ à, đây. Nói chung lâu lâu em mua được cái xe nó cũng sướng. Đó, tình trạng xe rinh từng chi tiết nha. Vậy thì chiếc xe này thì có thêm cả miếng lùi nữa nè. Có thêm cái gì? Có thêm màn hình cam da đầy đủ rồi. 5 vỏ cum hô theo xe hết nha anh chị nha. Vỏ toàn bộ vỏ cum hô theo xe hết. Chạy chưa tới 10.000 cây, 9.000 mấy em tạm thời em cho nó là 10.000 cây. Anh chị chỉ việc lấy về thay nhớt thôi và không cần phải làm gì thêm nha anh chị nha. Phần máy xe này thì bao mê ly luôn. Và mặt ga lăng anh ấy phải công nhận màu mè gớm. Cụm đèn sương mù chưa ố nè. Ga lăng đồ. Con này thì giống như kiểu là anh cái lúc mà anh chị ấy mua thì lấy cái xe này trong giai đoạn mà chị ấy mới học bằng xong, gọi có nghĩa là vợ anh ấy mới học bằng xong. À, đến lúc mà học bằng xong rồi thì lại muốn mua xe số tự động, thế lại dứt thêm xe tự động nữa. Là thế là em nó tình trạng đậu không từ năm 2018 tới giờ đây. Tình trạng máy chưa rửa nha anh chị nha. Đó, số máy nằm đây, 7 màu cho số máy luôn. Đây thân chị, 7 màu cho số máy luôn nè. Đó, bình ắc quy rin nha, ắc quy rin luôn. Phin, đèn, miễn bàn cho xe luôn. Máy bao anh chị chưa rớt, không ngập, không lỗi điện bất kỳ. Tình trạng xe như mới, một chục từ đầu nha anh chị nha. Cái ông chị không mất, rất là phê, cực kỳ phê luôn nha. Với mức giá bán 335 triệu mà chỉ có em có thôi, khẳng định với anh chị luôn, xăng toàn nước Việt Nam này chưa chắc đã kiếm được một chiếc xe 2018 phiên bản i10 đẹp như thế này nha anh chị nha. Và nếu như anh chị nào thích chiếc Hyundai i10 chạy chưa nóng máy này, hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976 124949
coi xe trực tiếp hoặc chốt trực tiếp bên em sẽ giao xe cho anh chị nha anh chị nha. Và thay mặt toàn thể anh em làm ô tô tại thị trường ô tô Tây Nguyên Lâm Đồng, kính chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất từ kênh YouTube bên em, cũng như những chiếc xe phân khúc gia đình chính hiệu được bán tại thị trường ô tô Tây Nguyên Lâm Đồng. Và xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.